Chuyển có một bản tin xã hội đến từ Hoa Kỳ, binh sĩ Mỹ lúng túng vì bị ngỗng tấn công. Thưa quý vị, một con ngỗng khiến cho các binh sĩ Mỹ một phen hoảng sợ khi mà nó lao tới để tấn công họ, vì con ngỗng là để muốn bảo vệ lãnh thổ của nó. Thì cảnh tượng hài hước đã được camera an ninh ở tại căn cứ Fort Sill, tiểu bang Oklahoma ghi lại. Theo lời các binh sĩ kể lại thì một cặp ngỗng gần đây đến sống tại căn cứ và họ đã đặt tên cho chúng là Steve và Brenda. Thì trong video, ngỗng Steve đã chặn đường và lao vào tấn công một binh sĩ dẫn đầu một cái đoàn quân nhân đó, khiến cho người này có đôi chút hoảng hốt và phải bỏ chạy. Rồi sau đó không hề tỏ ra sợ hãi thì ngỗng Steve tiếp tục đứng giữa đường và đe dọa tấn công những người còn lại trong nhóm đang đi qua. Thì người đăng tải đoạn video nói một cách vui vẻ là Steve có xu hướng bảo vệ lãnh thổ và rất hay tấn công các nhóm binh sĩ, những người lính vốn mạnh mẽ giờ đây trở nên thật là yếu đuối. Tuy nhiên thì thực tế là cặp ngỗng này không hề gây hại mà các binh sĩ thậm chí còn chăm sóc cho chúng và cho chúng thức ăn và cỏ khô để mà xây tổ. Thưa quý vị và thưa anh Cát Hành, có lời dí dỏm nói là quân đội Mỹ vốn hùng mạnh và được đào tạo tốt nhất thế giới nhưng mà vẫn có những cái điểm yếu, hoặc là vì các binh sĩ cấp thức ăn cho vợ của ngỗng Steve cho nên nó mới ghen hay chăng? Thì như vậy có nghĩa là cả loài vật mà còn biết ghen, thì đừng trách chi là quý bà quý cô ghen chồng là phải. Vì thử hỏi, đây là một ngỗng đực chứ không phải là ngỗng cái nhưng mà còn ghen như thế thì anh Khắc Hành nghĩ sao thưa anh? Không lẽ từ nay về sau kẻ thù của binh sĩ Hoa Kỳ lại cứ nuôi ngỗng để mà để dọa là binh sĩ Hoa Kỳ? Vâng, dĩ nhiên là cái hình ảnh một ông binh lính của Hoa Kỳ rất là to con, tốt tướng mà mặc quần áo rất là gồ ghề mà bị ngỗng rượt thì nó là một cái hình ảnh vô cùng hài hước đấy. Nhưng mà rõ ràng thì nó không có cái nhiều gì để mà phải phải nói cái chuyện này cả. Nếu mà quý vị đã từng đã bị ngỗng tấn công thì mình thấy là quả thật là cái điệu bộ của con ngỗng nó cũng đáng sợ thiệt. Nó thì nó đã to rồi mà nó là vươn cổ, nó xòe cánh, và nhất là coi như là nó cái tiếng của nó rùng Quanh rợn quát. lắm, cái tiếng Vâng. kêu của nó là để mà tấn công người ta thì nó rất là dễ sợ. Cái người mà yếu bóng vía có thể hoảng thiệt chứ không phải không. Nhưng mà một ông lính như của quân đội Hoa Kỳ thì làm sao có cái chuyện hoảng hồn bở vía kiểu này được. Chỉ có đá cái hay là nắm cổ vứt đi thì là giải quyết thôi. Thế nhưng mà thực sự ra mà nói thì rõ ràng là anh ta đang lâm ở tình trạng lúng túng thì không biết giải quyết làm sao cả. Bởi vì thực sự thì nói rằng là mình chắc có lẽ là anh cũng tội nó, cũng thương nó, tại vì nó cũng có là cái người mà quen biết, thành ra cũng không có tội nghiệp nó nên không đánh. Và nhiều khi cũng vì tội nghiệp mình nữa, là bởi vì nếu mà đánh nó thì có thể là nó sẽ bị phản đối của ngay chính đồng đội đang đi theo mình, hoặc là có thể rắc rối với những cái cơ quan bảo vệ quyền lợi thú vật đó. Thành ra trong cái chỗ mà lưỡng lự không biết làm gì thì thôi 36 kế chạy là thượng sách, tránh Tàu bi ngỗng thượng sách, nhưng thì mà gặp một anh lính Việt Nam là coi chừng có tiết canh ngỗng mà ăn rồi đó thưa không cũng không dám đâu. Thành ra là thôi thì tránh ngỗng thì chẳng xấu mặt nào. anh. Vâng, thì dĩ nhiên cái chuyện mà binh sĩ Mỹ mà sợ ngỗng thì làm cho chúng ta chắc có lẽ mọi người đều phải nhớ lại là học sinh Việt Nam thì không sợ ngỗng nhưng mà lại rất là sợ trứng ngỗng. Là ngày xưa đó, tức là chúng ta thấy là ngày xưa trong học đường đó, mấy thầy cô giáo có một cái tật là hình như tôi thấy bài vở của học trò mình mà nó tệ quá đó, coi như là nó bực mình, thành ra sẽ cho số 0 nhưng mà không cho bình thường, mà quẹt một cái thật là to gần hết nửa trang giấy, tại vì bực quá. Thành ra từ đó đi người ta thấy rằng người ta học trò Việt Nam mới nói đấy là thay vì trứng hột vịt lộn hay gì đó nhưng mà đây gọi là trứng ngỗng, thành ra nó to như vậy. Vâng, thì nói chuyện trứng ngỗng thì xin kể một câu chuyện về ngỗng. Thì mấy tuần nay thì có dân cư quanh một cái nông trại đó, người ta coi như là sôi nổi đồn đoán là bởi vì có một chị gọi là gà mái đẻ quả trứng nào quả trứng đấy gần nửa kilo. Thành ra cái tin tức đó nó lan truyền ra sôi nổi quá, thành ra phóng viên báo chí về cái nông trại đó làm phóng sự để tìm hiểu cái nguyên do quá trời luôn. Thì có một ông ký giả, ông mới tinh ma, ông mới chặn cái ông cái con gà trống, cái anh gà trống, nó hỏi là bí quyết nào mà chị gà nhà mà đẻ trứng lớn như thế. Thì bỗng nhiên cái con gà trống nó gầm lên, nó nói bí quyết cái gì, cái thằng ngỗng đực là tác giả cái chuyện này chứ đâu.
cái chuyện nó đơn giản và nhưng mà rất là khoa học. Trứng này là gai lai, lai trứng gà và trứng ngỗng. Và bản tin vừa rồi đã kết thúc điểm tin trong tuần. Khắc Hành và Bích Trâm kính chào quý vị và kính chúc quý vị một ngày bình an, hạnh phúc. Xin chào tạm biệt.